Ôi, thầy chào các em, hôm nay chúng ta đi qua cái phần tìm giá trị lớn nhất, nhỏ nhất của hàm số. Thì để thực hiện các cái bài toán loại này, chúng ta chú ý về tập giá trị của hàm sin, hàm cos. Thì chúng ta biết rằng sin x thì đi từ trừ 1 đến 1, sin x đi trừ 1 đến 1. Như vậy thì khi bình phương lên thì nó lớn bằng 0 nha, một số bình phương luôn luôn lớn bằng 0 mà. Và một số bé bằng 1, bình phương nó cũng phải bé bằng 1. Cho nên là sin bình phương x nó sẽ lớn hơn bằng 0 và nhỏ bằng 1. Tương tự đối với cos. Chú ý hai cái thằng này nha. Rồi một cái hàm số y bằng sin x thì nó đồng biến trên cả các khoảng nha, nó đồng biến trên từng khoảng. Và nghịch biến trên từng khoảng thì chúng ta chú ý những cái khoảng mà chúng ta thường sử dụng. Ví dụ thầy cho k bằng 0 thì chúng ta có là trừ đi chia 2. K bằng 0 thì được là đây pi chia 2. Đó. Như vậy hàm sin nó sẽ đồng biến trên khoảng là trừ pi chia 2 đến pi chia 2. Nếu thầy cho k bằng 1, k bằng 1 thì chúng ta tính ra đây là 2 pi. Đó, 2 pi trừ cho pi chia 2 được là 2 pi trừ pi chia 2 được là gì? 3 pi chia 3 pi chia 2. Đây là đây cộng đây là 5 pi chia 2. Đó. Tức là trên các khoảng này nó sẽ đồng biến trên từng khoảng nha. Tương tự như vậy thì nó nghịch biến. Ví dụ trong trường hợp này chúng ta cho k bằng 0 thì chúng ta được là từ pi chia 2 nè, từ pi chia 2 đến 3 pi chia 2. Thì cái hàm sin nó nghịch biến. Trừ pi chia 2, ta lưu ý chỗ này, đây là trừ pi chia 2 đến đây là pi chia 2. Đó. Đây là từ pi chia 2 đến 3 pi chia 2. Chúng ta nhớ trên đường tròn lượng giác nó sẽ dễ hơn nha, chứ ta không thể nhớ nguyên cái cụm này được mà. Đối với hàm cosin thì nó đồng biến trên khoảng là từ âm pi đến 0. Với k bằng 0 thì chúng ta được là trừ pi đến 0. Trừ pi là đây đến 0. Đấy. Và nó nghịch biến trên cái khoảng là với k bằng 0 thì ta được đây là 0 đến pi, đúng không ạ? Từ 0 đến pi. Từ 0 đến pi thì thằng cos nó đồng biến. Như vậy ứng với một giá trị k thì chúng ta nhận được một cái khoảng đồng biến của nó. Lưu ý chỗ này. Rồi, hàm tan y bằng tan x thì nó sẽ đồng biến trên từng khoảng xác định của nó. Với k bằng 0 thì chúng ta cũng được là cái khoảng là trừ pi chia 2 đến là pi chia 2. Với ứng với giá trị k thì chúng ta được một khoảng. Đấy. Rồi hàm y bằng cotang x thì nó nghịch biến với thầy cho k bằng 0 thì chúng ta được là 0 đến pi, đúng không ạ? 0 đến pi. Đó. Ta lưu ý một số kiến thức như vậy nha. Rồi bây giờ chúng ta đi vào cái bài tập thứ nhất nha, cái bài tập số 1. Thì chúng ta thấy là tập này tập xác định của nó là R, đúng không ạ? Tập xác định D bằng R. Đó. Như vậy là với mọi x thuộc thuộc R thì ta luôn có là gì? Sin u bây giờ là x trừ pi chia 3. Sin u thì bao giờ cũng đi từ trừ 1 đến đến 1. Rồi bây giờ chúng ta cần cái số 2 này. Thì mình nhân cho 2 vào. Trừ pi chia 3. 2 vào đây. Đây là âm 2. Như vậy thằng này chính là y, đúng không ạ? Là y lớn bằng âm 2 và nhỏ bằng 2. Vậy mình có thể là kết luận là gì? Giá trị lớn nhất là bằng bằng 2. Khi gì ạ? Khi này là bằng 2, đúng không? Khi này bằng 2 vậy là mình được là 2 sin của x trừ pi chia
Rồi, chúng ta đi tìm x. Nghĩa là sin của x trừ y chia 3 bằng 1. Dạ. Sin, cái trục sin là cái trục đứng này, đúng không? 1 chính là ngay cái vị trí B phải, B này. Rồi. Này chính là gì? Từ đây đến đây là có số đo là pi chia 2, đúng không? Vậy là x trừ pi chia 3 bằng pi chia 2 cộng 2 pi. Rồi, như vậy chúng ta được x bằng, ở đây pi chia 2 cộng pi chia 3 cộng 2 pi. Rồi, x bằng có tích chung là 6, đúng không? Ở tích chung là 6 nhân chéo lên vậy là được 5 bằng 6 k 2 pi và k thuộc thực tiễn. Rồi, tiếp theo là gì? Min, min y bằng trừ 2. Đó, khi chúng ta cho này bằng trừ 2, đúng không nào? Cho này bằng trừ 2. Như vậy thì mình cũng có tương tự là gì? Khi là sin của x trừ y bằng 3 bằng trừ 1, đúng không? Mình có thể làm tắt cái này được rồi. Vậy là trừ 1, đó, trừ 1 là ở đây, đúng không? Vậy là góc này là trừ y chia 2, đúng không? Vậy là x trừ y chia 3 bằng trừ y chia 2 cộng k hai pi. Đó, x bằng, chuyển đây ra là được cái gì? Pi chia 3 trừ pi chia 2 cộng k hai pi. Rồi, x bằng quy đồng lên thì là ra là ở chung là 6, đúng không? 2 trừ cho 3 là trừ pi, trừ pi cho 6 cộng k hai pi k thuộc thực yes. Đó, như vậy thì mình có là giá trị lớn nhất là bằng bằng 2 khi x bằng 5 pi chia 6 cộng cả 2 pi. Đó, giá trị nhỏ nhất là bằng trừ 2 khi x bằng này. Đó, chúng ta kết luận lại nha. Rồi bây giờ chúng ta qua bài số 2. Đó, bài số 2 thì nó tương tự, đúng không ạ? Chúng ta có thằng này là cos u, thì cos u nó cũng đi từ trừ 1 đến 1, đó. Sau đó chúng ta thực hiện ta nhân hai vế cho trừ 2, đúng không? Nhớ nhân cho số âm thì phải đổi chiều nha. Rồi sau đó mình thực hiện, mình cộng vào 4 phần này chúng ta làm được cho thầy nha. Rồi đây là cái phần bài tập thế nào. Rồi bây giờ tiếp theo nè, cái câu số 3, y bằng sin x cộng cos x. Thì chúng ta chỉ đánh giá trong trường hợp là chỉ một cái hàm số lượng giác thôi nha. Ở trong cái câu mà nó lẫn hai hàm số lượng giác thì chúng ta phải biến đổi về một hàm số lượng giác. Thì thằng này chúng ta đã biết rồi, cái phần biến đổi công thức thường dùng ở phần đầu tiên ôn tập á, chúng ta được là gì ạ? Căn 2 sin của x trừ y chia 4. Đó, như vậy nó đưa về sin u đó. Câu này nó giống hệt cái câu 1. Đó, như vậy thì câu này cũng phải tự làm ha. Ở đây cộng thì dấu này dấu cộng nha. Rồi thằng này thì nó giống câu ôn trên ha, câu 3. Rồi tự làm câu 5 cũng vậy, chúng ta tự làm câu 6 cũng giống hệt, đúng không? Câu 7 thì kết hợp của câu 4 nè. À, dưới cái câu 2, đúng không? Ta cộng thêm cho cái giá trị là 3, đúng không? Rồi, chúng ta cũng tự làm ha. Rồi, bây giờ quan sát cái câu 8. Câu 8 thì chúng ta thấy là gì? Ở đây là sin này là sin u, u bây giờ là 2x, mà ở bên đây là chỉ có x thôi, đúng không? Ở đây cũng x. Như vậy thì chúng ta phải đưa về cùng một cái cung nữa, nghĩa là đưa về khung 2x đi. À, như vậy chúng ta sử dụng công thức hạ bậc sin bình phương x thì bằng gì?
xin bình phương S thì bằng là 1 trừ cos 2x chia 2, nghĩa đá số 2 này luôn, lần này luôn, chúng ta được là chính là 1 trừ cos 2x. Như vậy thì mình đưa thằng này về là gì? 1 trừ cos 2x còn lại là trừ sin 2x cộng 7. Mấy cái số này chúng ta thu gọn được rồi. Còn lại thằng này chúng ta đặt cái dấu trừ ra thì nó trở về cái dạng giống giống như này, đúng không? Đó, chúng ta tự làm ha. Rồi thằng này thì sao nhỉ? Thằng này thì chúng ta quan sát coi nè. Sin bình trừ cos bình. Đó, sin bình trừ cos bình đây là cái công thức đúng không? Đây là công thức gì? Đó. Sin bình cos bình chính là công thức nhân đôi đúng không? Nó chính là gì đó à? Sin bình trừ cos bình nhé, sin bình trừ cos bình nó chính là cos 2x. Cos 2x còn này chính là gì? Con cũng công thức nhân đôi luôn nè. Chính là sin 2x. Rồi như vậy thì nó cũng đưa về giống câu 8. Rồi cái thằng sin mũ 4x nè cộng cos mũ 4x thì thằng này chúng ta biến đổi ở phần công thức biến đổi thường dùng thầy đã trang bị sẵn rồi nha. Đó chính là gì? 1 bằng 2 trừ cho gì? Sin bình 2x chia 2 đúng không? Rồi. Còn thằng sin mũ 6x cộng cos mũ 6x thì mình cũng tương tự đúng không? Công thức này có sẵn rồi, chúng ta quên thì xem lại. Rồi thằng này chúng ta tự suy nghĩ xem mà làm sao chúng ta phải đưa về cùng một cái hàm số lượng giác ra thì chúng ta mới làm được. Thì đây mình thấy là đưa về cái hàm gì đây? Thứ nhất là cùng phải là 2x rồi nha. Và đưa về hàm gì? Ở đây có cos x thì cố gắng đưa này về. Đây cos 2x thì đưa này về cos 2x đi đó. Mà ta sử dụng công thức để ta triển khai cái này xem nha. Thằng này ta cứ tự suy nghĩ cái nè. Từ cos 2x này chúng ta phải đưa về cos x đúng không? Đưa về cos x. Thì chúng ta đưa về sin đó. Rồi. Thằng này thì chúng ta đánh giá cái phần trong này trước đó. Đánh giá phần trong này trước. Này thì gợi ý chỗ này nha. Là gì? Sin 2x thì đi từ trừ 1 đến 1 đúng không? Như là mũ lẻ lên đúng không? Mũ 5 lên thì chúng ta cũng được là sin mũ 5 2x cũng đi từ trừ 1 đến 1. Phải không? Chúng ta lưu ý là một số mà đi từ trừ 1 đến 1 mũ lẻ lên thì nó cũng vậy thôi đúng không ạ? Lũy thừa lên đúng không? Lũy thừa chẵn thì nó lớn không, mà lũy thừa lẻ thì nó vẫn là đi từ trừ 1 đến 1 ha. Chú ý chỗ này. Rồi sau đó mình làm gì? Mình nhân thêm cho gì? Trừ 2 vô không? Vậy nó giống câu 2 này. Rồi sau đó mình thực hiện mình làm gì? Cộng thêm cho 4 ha. Rồi lấy căn xong rồi ta trừ cho 8. Đấy. Thôi thực hiện xong xem cho thầy, nộp cho thầy nha. Rồi. Bây giờ câu 15 thì chúng ta thấy là chúng ta sử dụng trên cái đoạn nha, sử dụng trên cái đoạn. Đấy. Chúng ta không xét trên toàn R như nãy nữa mà chúng ta chỉ xét trên cái đoạn là trừ bi chia 2 đến bi chia 2. Đó. Thì mình quan sát là từ trừ bi chia 2 trừ bi chia 2 đến bi chia 2 thì hình cos này nó như thế nào đây? Hả? Nó có luôn luôn đồng biến hay là có luôn luôn nghịch biến không? Chúng ta nên nghiên cứu nha. Rồi, tương tự chúng ta sử dụng là cái thằng tan. Tan thì chúng ta cũng xem trên cái đoạn là trừ bi chia 3 đến bi chia 6
thì cái thằng tan-ít này nó có tính chất thế nào? Đó. Chúng ta lưu ý là cái hàm tan của mình nó luôn luôn đồng biến trên từng khoảng xác định của nó nha. Xem coi cái khoảng này nó có liên quan gì các cái khoảng đồng biến của nó không nha. Nãy mình nói là gì, tan nó đồng biến trên từ trừ vi chia 2 đến vi chia 2 đúng không? Trừ vi chia 2 đến vi chia 2 đó, trừ vi chia 2 đến vi chia 2 có làm phủ đoạn này luôn à, vậy là đoạn này là cái đoạn con đúng không? Đây chính là cái tập con của cái tập trừ vi chia 2 đến vi chia 2. Như vậy thì hàm số tan nó đồng biến trên khoảng này thì nó cũng đồng biến trên cái tập con của nó nhá. Như đồng biến thì giá trị lớn nhất ở đâu? Chúng ta nhớ là gì? Một cái hàm số mà đồng biến trên cái đoạn nhá. Thì khi x tăng thì y nó tăng theo. Như vậy thì giá trị lớn nhất nó sẽ nằm ở cái đầu mút trên, hiểu không? Giá trị nhỏ nhất nó nằm đặt ở đầu mút dưới này nhá. Như vậy mình kết luận ngay là min của y nó chính là tan của bi trừ bi chia 3 đó. Và mắc y nó chính là tan của bi chia 6 đó. Và chúng ta lập luận được nó đồng biến trên khoảng này đó. Rồi bây giờ chúng ta tự làm, thì cái câu nào mà chưa tự trình bày được có thể cứ trình bày rồi thì xem mình sửa thì bổ sung nha. Ta xem kỹ cái bài số 1 rồi thì chào các em.